Vâng, em Chiến chào các bác nhé. Thì sáng nay em soạn ra những cái gì nó còn ít thì em lên sóng để phục vụ các bác những bộ dây AV rất là hot như là Monter này các bác, Monter dây hàng bãi về. Monter thì giá em sẽ giảm chút đỉnh cho các bác để có sở hữu trong những bộ VI còn lại như thế này. Đây là Sliver Vandenhuis thì đặc biệt các bác sẽ thấy những cái rất kém của hãng thì nó rất là êm. Đấy. Đặc trưng là nó mạ vàng 24k nha, dài 1m, giá em đang sale cho các bác là 900.000 một bộ nha. Thì dòng Vandenhuis thì nó dòng mà thiên về tiếng dải cao rất là mượt. Vandenhuis MC nha các bác, MC dòng của Hà Lan thì có biết rồi, tiếng nó mượt, các bác nghe đèn hoặc là nghe những dòng loa Boxell nghe thích tiếng mượt mềm nhẹ nhàng thì các bác lựa chọn cặp này nha. Giá hiện tại là còn là 900 bộ Vandenhuis Sliver. Và đây là bộ Monter bãi Mỹ nha các bác. Giá hiện tại là còn 200 một bộ nha, dài 1m nha, 200 một bộ. Em còn khoảng là mười mấy bộ nha. Và Monter này thì các bác nào có những bộ vàng mà rất là bình dân, mình cần thay đổi những bộ dây chất lượng hơn thì mình lựa chọn bộ này. Thay đổi những cái bộ dây hàng chợ vài chục nghìn đi, mình lấy bộ này xài. Bộ này thì nó rất là chắc, nó bọc một cái lớp bảo vệ và chống nhiễu rất là cao, rất là chắc luôn nha. Cỡ côn trùng là cắn không được các bác. Bộ này giá còn là 200 một bộ nha. Bình thường nó 250 các bác. Còn đây là AutoQuest thì dòng này em bán khá là nhiều. AutoQuest USA 1m thì 350.000 nha. 1m 350.000, dòng này nghe rất tiếng bass rất là chắc và tiếng dày cực kỳ dày nha. Và 1m rưỡi là giá 500. Bộ này 1m rưỡi này. 1m rưỡi là giá 500 nha các bác. AutoQuest rất là nổi tiếng rồi, em có được bản 1m rưỡi và bao 1m nha. 1m rưỡi là giá là 500, còn 1m là giá là 350.000, là đã bao gồm phí ship. Tất cả giá bên em báo là tất cả đã bao gồm phí ship nha. Rồi đây là dòng XLO khá là nổi tiếng bên em, hiện tại là chỉ còn là 1m rưỡi, là còn 1, 2 này, 3 này, 4, 5 bộ, 5 bộ 1m rưỡi nha các bác. Giá là để các bác là 800.000 trong video luôn nha, để các bác 800.000, hiện tại là còn 5 bộ 1m rưỡi này. Còn bộ 1m là vẫn giá là 700 nha các bác, không giảm được thì giảm được có 1m rưỡi thôi. 1m là 700, còn 1m rưỡi là 800, bác còn lấy bộ nào cũng được nha. 1m là còn 1, 2, 3, 4 bộ, 4 bộ 1m nha. 1m là 700 các bác. Dòng này nghi rất là hay, nó trong phân khúc tầm tiền này các bác nghi bộ này có thấy mới gọi là sự khác biệt khá là nhiều khi các bác thay đổi cái bộ này vào. Bộ này thì nó sử dụng bạc tinh khiết, các bác thấy được lõi của nó luôn nha. Đặc trưng của dòng XLO. Và nó có hai hệ thống chống nhiễu cho hai đầu này của TDK của Mỹ này. 1m là 700, còn 1m rưỡi thì em đang giảm 50 là còn 800 trên nhau 100.000. Các bác lấy vàng các bác mà nó già nó sai nhau á, sai nhau thì các bác lấy cái bộ 1m rưỡi này. 800 chỉ trên nhau 100 so với bộ 1m thôi, còn các bác bộ nào gần thì bác lấy 1m cho nó gọn gàng là 700 bao gồm phí ship nha. Đây là bộ dòng Sliver cũng của Hà Lan luôn. Thì Sliver thì AV, dòng này dòng kỷ niệm, kỷ niệm 40 năm nha. Sliver chữ ký nha bác, kỷ niệm 40 năm. Đây. Sliver bạc. Thì nó tiếng nó cũng như là Vandenhuis nhưng mà nó cao cấp hơn nha các bác. Nó sử dụng rất khá là cao cấp và cắm cực kỳ êm, 1m là 1.2 triệu nha. Bộ này 1m là 1.2 triệu. Sử dụng cấu hình bạc mịn nha các bác. Con này nghe đèn quá tuyệt vời luôn nha. 1m rưỡi là 1.4 triệu. Đây là bộ 1m rưỡi này. 1m rưỡi là 1.4 triệu. Còn đây là bộ ba lăng. Ba lăng là sử dụng bộ rack ba lăng của Furutech cao cấp của Nhật cho các bác. Thì hầu hết tất cả các hãng đều sử dụng rack của Furutech carbon. Bộ này vẫn giá là 1.4 triệu bằng giá AV 1.5 triệu nha. Ba lăng là 1m nha các bác. Rack là Furutech carbon cao cấp nha. Các bác mà cần chơi những con CD mà có cổng ba lăng và với âm ly ba lăng thì các bác lựa chọn bộ này nha. Giá 1.4 triệu. Sliver kỷ niệm 40 năm chữ ký. Ba lăng 1m là 1.4 triệu. AV 1m rưỡi là 1.4 triệu, còn AV 1m là 1.2 triệu, đã bao gồm phí ship. Đấy, còn bác nào mình thích bình dân thì mình lựa chọn Monter này 200.000 này, hiện tại là được giảm nói chung là 200.000 này. Còn AutoQuest là 350, 1m rưỡi là 500, còn Vandenhuis là vẫn 900 nha các bác. Một bộ giá đã bao gồm phí ship. Bác nào lấy thì cứ cho em tên và địa chỉ thì em ship hàng tận nơi, các bác nhận hàng thanh toán. Và những bộ dây này thì như là XLO rất là nổi tiếng bên em rồi, và những dòng AutoQuest bình dân, còn Sliver thì nó khá là hiếm hàng, về đợt này về được vài bộ, em lên sóng để phục vụ các bác nha.
Bác nào cần dây cao cấp thì mình ở trong video này thì ở trên 1 triệu thì các bác có thể lựa chọn Sliver nha. Rồi em chị xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.